gái này lên phòng cười tất chờ chồng. Sau bao ngày xa cách, cô muốn anh ấy cày cho cái mảnh ruộng đã bỏ hoang lâu ngày. Nhưng tiếc rằng là đại tá quân đội, việc của anh ấy nhiều như lông lương, không thể nán lại 30 phút mà tăng ra sản xuất. Cô gái đành nhờ đến sự giúp đỡ của một vị kỹ sư. Họ cuốn lấy nhau bởi cái lạ bằng tạ cái quen. Người bận mải, người cô đơn đã dẫn đến tình cảm vợ chồng nguội lạnh. Chỉ đến khi chồng cô bị ám sát bất thành, đối diện sinh tử, hai người mới chịu nhìn nhận lại bản thân. Sau thế chiến Đức hoàn toàn bại trận, các thành phố lớn đều bị tàn phá nặng nề và nằm dưới quyền cai quản của anh. Raquel ngồi xe lửa rời đất nước tới đoàn tụ với người chồng Lewis, một đại tá quân đội chịu trách nhiệm phục hồi nền kinh tế thuộc địa. Cô ấy vẫn rất đau lòng vì cái chết của con trai trong vụ ném bom của quân Đức. Ánh mắt sắc lạnh, Raquel nhìn người dân hai bên đường với đống đổ nát tìm thi thể người thân. Lewis cố giải thích cho vợ hiểu để phần nào bớt cái nhìn ác cảm. Chúng ta ném bom còn nhiều hơn kẻ địch, chiến tranh mà, đau thương là điều không tránh khỏi. Nhưng Raquel vẫn cho rằng hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cô chưa quên được cái chết của con trai và cũng muốn chồng phải thế. Lái xe đưa họ đến dinh thự nhà Stefan, nơi chính phủ Anh trưng dụng để làm chỗ nghỉ ngơi cho gia đình đại tá. Vị chủ nhà bất đắc dĩ phải niềm nở dẫn khách đi tham quan căn phòng, trong khi đó Raquel vẫn cắn ca cắn cầu tỏ vẻ ghét tên người Đức ra mặt. Sau bao ngày xa cách, Lewis không biết vợ mình đã nghiện thuốc từ khi nào. Bức hình con trai làm cô ấy thoáng chút buồn, Lewis phải nói sang chuyện khác để không khí bớt ảm đạm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Raquel đã không thấy chồng đâu. Anh ấy phải ra ngoài rất sớm để xử lý một vụ tấn công của tổ chức Wagner, tàn dư của Đức Quốc xã. Đó là những kẻ vô cùng liều mạng, dù có chết vẫn còn hô vang khẩu hiệu Hitler muôn năm. Ở nhà một mình buồn chán, những hình ảnh của con trai lại dày vò tâm trí Raquel. Cất tấm áo của cô xuống phòng khách, thấy con gái chủ nhà liền cất tiếng chào hỏi. Nhưng Freda không đáp một lời, lạnh lùng xách cặp rời đi. Stefan vô tình bắt gặp liền nhắc nhở con gái không được xuống đây, hướng mắt sang phía Raquel, anh mong cô thông cảm. Raquel cười cho có rồi bước vào phòng để đàn ngắm bức tranh hỏng. Người hầu gái cất tiếng chào nhưng cô méo biết tiếng Đức. May thay Lewis về kịp dùng bữa sáng, anh bảo cô gái ra ngoài để hai vợ chồng nói chuyện riêng tư. Raquel rất bất bình vì có người giúp việc, chán hơn nữa khi biết sẽ phải ở cùng nhà với người lạ. Cô đến đây vì muốn sống riêng với chồng, nhưng cả thành phố làm gì có mấy nơi nguyên vẹn. Lewis trấn an vợ sẽ sống quen thôi, có voi em lại đòi hai bà trưng, trong điều kiện này ai mà chịu được. Ngoài kia đầy sự hỗn loạn, vợ nghĩ sao nếu anh đuổi họ ra khỏi ngôi nhà của chính mình. Đối lý Raquel đành dừng cuộc tranh luận, dù không mấy thoải mái nhưng cô vẫn phải nhìn vào thực tại. Stefan xuống đưa chùm chìa khóa, Raquel mặt xương như cái mâm giật lấy. Tối đến cô ấy lại chất vấn chồng, em không hiểu sao anh lại làm được, tối đến cạo râu rồi ngủ, sáng dậy đi làm. Mọi nền nếp vẫn diễn ra bình thường. Xin em, Lewis ngắt ngang lời vợ, anh hiểu cô ấy đang muốn nhắc đến cái chết của con trai. Lewis cũng đau lắm chứ, nhưng sống trong thời chiến anh hiểu và chấp nhận như một điều tất yếu. Bom đạn đâu có chơi một ai, ngoài kia còn quá nhiều mảnh đời cần xây lại mái ấm, bản thân anh nay sống mai chết còn chẳng có thời gian mà lo mà nghĩ. Nhưng Raquel vẫn cố tình không hiểu, hoặc cô ấy ngồi đáy quen rồi, chẳng thể nào nhìn rộng hơn mà thông cảm với chồng. Có nói động đến thì lại ngấm ngoẩy bỏ đi. Ngâm mình trong bồn tắm, Raquel bật khóc, Lewis nhìn xót xa mà chẳng biết làm gì an ủi. Hôm sau Raquel ra ngoài gặp bạn, cô ấy bơm cho vài câu lại càng thêm lo lắng. Hãy cẩn thận, người Đức không giống chúng ta đâu. Về nhà Stefan cất lời chào nhưng Raquel mồm vẫn ngậm hạt thị. Tiếng đàn của Freda làm cô chú ý, đang say sưa thưởng thức thì Stefan vào bắt con lên nhà. Anh lịch sự xin lỗi Raquel, qua vài câu ngắn ngủi liền tiết lộ vợ mình đã chết trong đêm bão lửa, từ đó trở đi con gái có phần khó bảo. Raquel sửng sốt, cô phần nào hiểu được cảm giác đau buồn ấy. Thế nhưng sự hoài nghi vẫn còn đó. Mặc Lewis nói rằng Stefan không phải thành viên phát xít, Raquel vẫn chất vấn đủ điều, như làm sao anh biết, bà là bồ lồ. Bữa ăn vì thế mà mất cả ngon, Lewis bực mình đập bàn cái bục. Thấy nỗi lo của vợ không phải là vô căn cứ, Lewis liền cho cấp dưới thẩm vấn Stefan để chắc chắn sự tình. Mọi việc xong xuôi, anh ấy rời đi mà chẳng thèm để tâm đến cái xin bắt tay của viên đại tá. Đang bực mình về lại nghe Raquel phàn nàn, Stefan giận dữ to tiếng, nếu cô ghét chúng tôi hãy đuổi chúng tôi đi, để tôi cho cô lý do làm điều đó. Vừa nói anh ấy vừa dấn đến hôn Raquel, nhận cái tát điếng người nhưng vẫn quá bình thường với nỗi ấm ức trong lòng. Thấy bản thân có phần thái quá nên Raquel bắt đầu têm tém lại, chuẩn bị bàn tinh tơm chờ chồng về ăn cơm. Còn một giờ nữa khách mới đến, cô rủ Lewis lên lầu tranh thủ làm cái. Tất tuột khỏi chân, áo tháo đến cánh tay chờ đợi, thế nhưng Lewis nói có cuộc biểu tình ở trụ sở nên phải đi ngay. Người dân đốt cờ Anh Quốc, hô vang khẩu hiệu đòi thức ăn nước uống. Thấy xe của Lewis tới liền xông tới đập phá. Tình hình dần trở nên tồi tệ, Lewis vẫn kiên quyết hạ lệnh cho thuộc cấp không được nổ súng. Stefan lủi thủi về nhà trong đêm, thấy vị khách chơi cây đàn của vợ như phá, anh không kìm được cảm xúc mà bước vào chỉ trích. Raquel vội vã đứng ra can ngăn, cuộc vui vì thế mà kết thúc, họ chia tay nhau ai về nhà nấy. Raquel vào phòng tìm băng gạc, cô nhẹ nhàng rửa vết thương giúp vị chủ nhà. Biết tiếng Anh lúc này là một lợi thế, Stefan là người duy nhất trong ngôi nhà Raquel có thể chút bầu tâm sự.
Tình cảm nảy sinh trong khoảnh khắc, hai người lao vào nhau trút bỏ quần áo. Đang kêu dở thì ánh đèn xe dọi vào, Raquel hốt hoảng đứng dậy chỉnh đốn lại trang phục. Stefan thì ngồi gục mặt ôm vết thương làm ra vẻ đang rất đau. Lewis không nghi ngờ, hỏi vài câu rồi về phòng tìm bao thuốc. Không thấy đâu anh liền nghi ngờ Freda đã tay máy chân tay, nhưng khi bị viên đại tá chất vấn, cô bé chỉ làm điệu bộ như con rắn phì rồi bỏ đi. Sáng hôm sau, Stefan bê củi khô vào bếp, Raquel lướt mắt nhìn ngại ngùng, sao không đút vào lò luôn đi. Có một cuộc đánh bom cảm tử vào đại sứ quán, Lewis buộc lòng phải vắng nhà vài ngày để xử lý. Raquel khẩn khoản muốn theo cùng, nhưng đây là quân đội có kỷ cương phép tắc, đâu thể nói theo là theo được. Cô tủi thân lại khóc, có lẽ em sẽ phải quen với điều đó. Câu chuyện của con trai được mang ra nhắc lại, Lewis tức giận ném cái chén vào tường, em muốn gì ở anh? Raquel nghẹn ngào trong nước mắt, em muốn thằng bé quay trở về. Một nỗi sợ bất giác hiện lên trong đầu, cô xin chồng hủy bỏ chuyến công tác. Lewis đứng dậy bỏ ra ngoài, căn phòng giờ đây quá ngột ngạt đối với anh. Sáng hôm sau Lewis khởi hành, Raquel lặng lẽ đứng trên cửa sổ nhìn theo. Chiếc xe khuất bóng cô vào ngồi trước cây đàn, hình ảnh cậu con trai lại hiện về trong tâm trí. Những ngón tay nhẹ nhàng dạo phím, Raquel chơi một bản nhạc buồn. Như có một sức hút kỳ lạ, Freda bước vào ngồi xuống hòa tấu cùng bà cô Anh Quốc. Người phụ nữ mất con, cô gái trẻ mất mẹ, cả hai nhanh chóng tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn tổn thương. Họ bộc bạch tâm sự cùng nhau, bao nhiêu định kiến tan biến hết, chỉ còn lại đó cảm thông thấu hiểu. Nhưng Freda không biết tiếng Anh, cô bé đi lên phòng nhường chỗ cho bố ra an ủi. Hôm sau Raquel lên phòng gõ cửa, mời cả hai cha con xuống nhà ăn sáng. Họ đã có những khoảnh khắc vui vẻ cùng nhau, bé thì xem hoạt hình, người lớn nhìn nhau tóe lửa tình. Hết phim Freda rời đi, Stefan kéo tấm rèm lên rồi tiến tới đặt lên môi Raquel nụ hôn. Cốc cốc cốc, bà giúp việc mở cửa hỏi xem chiều có cần đến. Stefan giật bắn người đứng nghiêm trang bảo không, cái cảm giác vụng trộm sợ mà sướng. Họ cuốn lấy nhau thực hiện nốt màn xếp hình lần trước còn dang dở. Lewis thì bù đầu với công việc, có quá nhiều kẻ tình nghi cần xác minh, để tránh những cái chết vô nghĩa, anh phải nhanh chóng triệt phá tổ chức của Wolf. Trong lúc anh điên đầu phải dùng súng đe dọa thủ phạm lấy lời khai, thì cô vợ ở nhà cùng chàng kỹ sư lên núi dã ngoại. Như hai đứa trẻ họ chơi trò ném tuyết, nụ cười nở trên môi, bao cục cằn cáu bẩn hàng ngày tan biến hết. Stefan vẽ lên cánh tay Raquel ngôi nhà mơ ước và ngỏ ý muốn cô cùng xây dựng cuộc sống mới ở đó. Mải mê với tình yêu, Stefan không biết rằng con gái đang vướng vào một rắc rối lớn. Freda đem lòng yêu một người là fan của Hitler. Giáng sinh đến, Lewis lái xe trở về nhà, bước vào phòng anh vô cùng ngạc nhiên khi cây thông đã được trang trí tươm tất. Raquel thì ngồi bên cây đàn, không còn chơi những bản nhạc não lòng mình nữa. Lewis vui mừng bật chai champagne, gọi mọi người đến và thông báo vài tin vui. Stefan hoàn toàn trong sạch, không có dính líu gì đến phát xít Đức. Vợ chồng anh cũng chuẩn bị chuyển về London, trả lại không gian riêng tư cho vị kỹ sư. Tối hôm đó Freda đến tìm bạn trai, nhưng trên bàn chỉ có ảnh của viên đại tá thủng một lỗ trên mặt. Bữa tiệc đã rời đi để thực hiện kế hoạch ám sát Lewis. Raquel khoác tay chồng đi dự tiệc mà mặt buồn như đưa đám, xác ở đây nhưng hồn đang lẩn vẩn quanh tình nhân mới. Cô suy nghĩ rất nhiều về việc thành thật mọi việc với chồng. Albeck dì tai cấp trên về sự thay đổi của vợ sếp, ánh mắt đầy ngờ vực. Lewis tiến tới dắt tay vợ hòa vào điệu nhạc, hãy nói anh sai đi về điều anh đang nghĩ. Raquel thổn thức trong lời xin lỗi, Lewis cố giữ bình tĩnh nhưng bóp chặt bàn tay vợ. Raquel chạy khỏi bữa tiệc kêu lái xe đưa mình về nhà, Lewis đuổi theo lấy chìa khóa từ cấp dưới đích thân hộ tống. Đột nhiên một viên đạn bay tới từ màn đêm, cậu lính trẻ ngồi ghế bên chết ngay sau đó. Lewis ra khỏi xe đuổi theo kẻ ám sát, nhưng khi dồn hắn vào đường cùng anh lại không nổ súng. Mặt băng nứt ra, bờ tia rơi xuống mặt hồ lạnh bốp. Freda lao người theo nhưng Lewis ôm lấy cô bé trấn an, quá muộn rồi, ở lại với chú. Lewis lặng người trước cái chết của cậu lính trẻ, nếu hôm nay không cãi nhau với vợ thì người nằm đấy sẽ là anh. Ngồi trên xe Lewis không buông một lời trách cứ, chỉ hát bài, tôi đã lầm đưa em sang đây. Sáng hôm sau Raquel thu dọn quần áo, Stefan bước ra đối mặt với viên đại tá. Lewis ngồi trên ghế với vẻ mặt bơ phờ của một đêm mất ngủ, nói câu hãy đi đi mà khóe mắt anh ấy cay xè như bị bỏ xiết đái. Raquel tiến tới định nói lời chào, Lewis run run qua cuống họng. Em biết đấy, anh chưa bao giờ muốn rời xa em, nhưng cứ nhìn em, anh lại thấy thằng bé. Raquel ôm chồng lần cuối rồi chạy ra ngoài đóng cửa, cô sợ rằng mình không đủ dũng khí để bỏ rơi anh lúc này. Xách đồ vào xe mà lòng Raquel vẫn lấn cấn điều gì đó. Lewis cầm chiếc áo của con ôm vào lòng bật khóc, cảm xúc đã dồn nén bao năm, nay nổ tung như bong bóng. Ra đến bến tàu, Raquel đột nhiên đổi ý, Freda trả cho cô hộp thuốc lá thó trong phòng khi xưa. Stefan nhìn theo rơi nước mắt nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn, lựa chọn là do cô ấy. Lewis thấy vợ về thì vô cùng mừng rỡ, anh chạy đến ôm Raquel vào lòng. Hóa ra chỉ đến khi cho thằng khác mượn lò nhà nướng khoai, họ mới nhận ra mình cần đối phương đến mức nào. Ai cũng có nỗi lo và áp lực của riêng mình, nhưng hãy nhớ, hôn nhân muốn bền vững thì cần sự sẻ chia, không nói ra thì bố ai mà hiểu được. Hôm nay đến đây thôi,
Hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh nha. Cảm ơn cả nhà.